Julie xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cũng như là để lại bình luận và Julie xin đọc được một số bình luận của quý vị trong bản tin ngày 14 tháng 8 và muốn chia sẻ à, thưa quý vị đó là có một comment đã chia sẻ như sau hiện tại thì người dân Canada bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn để có thể bù đắp cho vấn đề vung tay quá chán cho những khoản tín dụng và có vẻ như là sự thận trọng khi mà chi xài là một điều cần thiết phải làm đối với cá nhân nhưng lại mang tính cách không tốt đẹp cho nền kinh tế. Câu chuyện về tách cà phê là một ví dụ điển hình khi nói tới chuyên sau, Vấn đề này nó phức tạp hơn rất nhiều và phải mang tính cách tổng quan trên mọi khía cạnh. Nhưng tóm lại thì có thể nói một chữ như sau, chu kỳ. Cũng như phần đầu cô Julie cũng đã nhắc tới sinh lão bệnh tử thì cũng là một chu kỳ và cách mà chúng ta có thể vượt qua chu kỳ tốt nhất là những chuẩn bị và những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay luôn mang tính cách của ngày mai. Vào những năm cuối thập niên 90, một cuốn sách mang tựa đề Tuesday with Maury, bestseller, trong hơn 200 tuần và có thể làm thành viên truyền hình và có thể kiếm ở trên YouTube. Tôi có đọc và hiện tại thì khi rảnh tôi vẫn đọc. Các bạn chưa có dịp cũng có thể tìm đọc. Đã được dịch sang tiếng Việt trên mạng và cuốn sách có nhiều điểm để cho chúng ta tự nhìn lại mình Điều mà đa số chúng ta không thích vì cơ bản con mắt của chúng ta là hướng ngoại. Bạn chỉ mất 90 phút và bạn có được một bài học về cuộc sống, một cái nhìn về cuộc đời. Chúc bạn có những giây phút chìm đắm trong những dòng chữ và suy tư. Chia sẻ về vấn đề cũng như là đời sống xã hội Canada hiện nay thưa quý vị. Còn bình luận khác thì lại chia sẻ như sau. Mình có lời khuyên với tất cả quý đồng hương. Chúng ta cần sức khỏe hơn là tiền bạc. Thời điểm này y tế khí hậu, thực phẩm, mọi thứ không như ý, biết tiết kiệm thì sẽ không phải lo làm nhiều. Rồi cũng có một khán thính giả đã nói rằng, lúc mới nghe thì không thích giọng đọc lắm, ý là nói Duy Ly đó thưa quý vị, nhưng mà ngày nào cũng nghe lại thích. Xin cảm ơn phát thanh viên xinh đẹp. Và Duy Ly cũng thật sự là rất cảm ơn thời gian của quý vị theo dõi bản tin và viết những dòng bình luận để gửi tới và thực sự thì mỗi bản tin thì ban biên tập đều sắp xếp cũng như là chọn lọc tin tức làm sao có liên quan tới nhau, cũng như là thực sự mỗi bản tin là một tin tức hữu ích mà Julie rất mong muốn quý vị có thể theo dõi từ đầu cho đến hết bản tin như một cách để ủng hộ cho chương trình cũng như là ủng hộ cho các ban biên tập trẻ muốn gìn giữ một bản tin bằng tiếng Việt tại Canada. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và mời quý vị cùng cập nhật tin tức trong buổi tối ngày hôm nay 15 tháng 8. Thưa quý vị, chúng ta nói một chút về tình trạng khẩn cấp sức khỏe về bệnh đầu mùa khỉ mà Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố vào ngày 14 tháng 8. thì các chuyên gia nói rằng ở Canada chúng ta không nên quá lo lắng vì nó vẫn ở mức thấp. Và một số khán thính giả cũng đã bình luận rằng đây có thể là chiêu trò mỗi lần tới kỳ bầu cử của Mỹ. Dù sao đi nữa, thì chúng ta cũng nên theo dõi những cập nhật của cơ quan y tế cộng đồng Canada, PHAC. Và họ nói rằng với sự hợp tác của các đối tác cấp tỉnh và vùng lãnh thổ, thì chúng tôi đang theo dõi virus này thông qua hoạt động giám sát tại Canada kể từ tháng 7 năm 2022 và có khả năng xét nghiệm nhóm 1 và nhóm 2. Là một phần trong các hoạt động chuẩn bị thường xuyên, PHAC đang hợp tác với Bộ Ngoại giao Canada và các đối tác để có thể cập nhật đánh giá rủi ro, hướng dẫn về y tế công cộng và tư vấn sức khỏe khi đi du lịch khi cần thiết và các ca nhiễm bệnh đầu mùa khỉ cũng đã gia tăng ở một số vùng của canada du khách được khuyến cáo là bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi bệnh này nếu như đi du lịch đến các quốc gia đang có dịch bùng phát đặc biệt là hãy cảnh giác nếu như có kế hoạch tham dự những cuộc họp hoặc là những cuộc tụ họp sự kiện đòi hỏi phải có sự tương tác gần gũi kéo dài và thường xuyên giữa những người chẳng hạn như là hoạt động về tình dục thưa quý vị Canada cũng đã bảo đảm nguồn cung cấp vaccine về bệnh đậu mùa khỉ để có thể hỗ trợ những chương trình của tỉnh và vùng lãnh thổ nhằm phòng ngừa và kiểm soát virus. Vào tháng 5 năm 2024, thì Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng NACI đã ban hành hướng dẫn cập nhật và khuyến nghị tiêm vaccine hai liều cho người lớn có nguy cơ phơi nhiễm cao. Và vaccine này dự kiến sẽ có thể bảo vệ để chống lại cả nhóm 1 và nhóm 2 của virus. Hiện tại không có một khuyến khích tiêm vaccine cho công chúng nói chung, thưa quý vị. Và tiếp đến, chính quyền Ontario đang giúp cho người cao tuổi duy trì sức khỏe và các hoạt động của mình. Và chính xác thì chính quyền Ontario vào ngày hôm nay 15 tháng 8 đã công bố là một khoản đầu tư gần 925.000 đô vào những dịch vụ cũng như là hoạt động dành cho người cao tuổi để giúp cho nhiều người cao tuổi hơn ở Tây Bắc của tỉnh bang này duy trì sức khỏe, sự năng động, kết nối xã hội trong cộng đồng của họ và gần họ hơn. Người cao tuổi đã giúp xây dựng nên Ontario mà chúng ta tự hào được sống ngày nay và họ vẫn là trung tâm của cộng đồng chúng ta ở mọi ngóc ngách của tỉnh. Những lời chia sẻ của Bộ trưởng, người cao tuổi và khả năng tiếp cận đã cho biết, khi chúng ta đầu tư vào người cao tuổi, chúng ta đang xây dựng một tỉnh tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Những khoản đầu tư này giúp cho người cao tuổi của chúng ta sống hạnh phúc, khỏe mạnh và độc lập gần 750 000 đô đang được đầu tư vào 20 chương trình trung tâm sóng năng động dành cho người cao tuổi viết tắt là SALC trên khắp Tây Bắc Ontario thưa quý vị. Như một phần trong số hơn 15 triệu đô tiền tài trợ cho các chương trình toàn tỉnh trong năm nay. Các khoản đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện thông qua trung tâm sóng năng động cho người cao tuổi và khoản tài trợ cho cộng đồng người cao tuổi là minh chứng cho cam kết của toàn chính phủ trong việc xây dựng cộng đồng năng động gắn kết hơn và với gần 925.000 đô dành riêng để có thể hỗ trợ cho những chương trình dành cho người cao tuổi, chúng tôi đang tăng cường các cơ hội cho người dân ở đây, ở mọi lứa tuổi để có thể duy trì sự năng động, khỏe mạnh cũng như là gắn kết trong cộng đồng của mình. Và khoản đầu tư này tăng gần 10% so với năm ngoái và dẫn tới phần lớn những chương trình SALC, được khoản tài trợ tăng từ 42.700 đô lên 50.000 đô để có thể cung cấp nhiều chương trình hơn, khác nhau hơn, đa dạng hơn như là câu lạc bộ về sách, lớp thể dục thể thao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thể chất cũng như là nhóm xã hội và các sự kiện đặc biệt khác. Những khoản đầu tư này giúp cho người cao tuổi và toàn thể cộng đồng xích lại gần nhau hơn thông qua những dịch vụ, hoạt động và chương trình bảo đảm người cao tuổi của chúng ta có thể luôn gắn kết trong suốt cả năm. Và các khoản tài trợ cộng đồng dành cho người cao tuổi và các trung tâm sống năng động dành cho người cao tuổi đang mang lại một lợi ích to lớn cho những người dân sống ở đây, những người mà đang phải đối mặt với tình trạng bị cô lập và cô lập trong xã hội. Hơn 175.000 đô cũng đang được đầu tư thưa quý vị thông qua các khoản tài trợ cộng đồng dành cho người cao tuổi để có thể hỗ trợ 12 chương trình khác tại Tây Bắc của Ontario nhằm một lần nữa kết nối người cao tuổi và những người lớn tuổi với cách về cơ hội hoạt động xã hội, văn hóa học tập cũng như là giải trí, để người cao tuổi ở đây luôn cảm thấy là mình được gần gũi và được cộng đồng quan tâm. Đây là một phần trong khoản đầu tư gần của chính phủ lên tới 6 triệu đô để hỗ trợ tới 282 dự án trên khắp Ontario. Và chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các bước để có thể cải thiện hơn nữa nguồn lực cho người cao tuổi. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2024, những thay đổi đối với đạo luật trung tâm sống năng động dành cho người cao tuổi năm 2017 đã có hiệu lực. Và thưa quý vị, nó đã cho phép nhiều loại tổ chức hơn cung cấp nhiều chương trình về SALC hơn. Một lời kêu gọi đề xuất cho các tổ chức cung cấp những chương trình này đã được mở vào ngày 16 tháng 7 và sẽ bổ sung hơn 300 chương trình vào chương trình cho người cao tuổi trên khắp tỉnh bang. Và rất mong quý vị có thể hỏi những câu lạc bộ hoặc là tới hội người Việt hay là những nơi nào gần nhất Community Center để có thể hỏi thêm những chương trình và tham gia. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 8 tới thì nha sĩ Uyên Minh Phạm, người mà tên người Việt Canada đã giới thiệu tới quý vị lần trước và sẽ có một buổi trò chuyện ở trên đài để có thể trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị liên quan tới chương trình nha khoa liên bang. Và đồng thời nha sĩ Minh cũng sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin một lần nữa về chương trình này cho quý vị, những ai sẽ đủ điều kiện và các dịch vụ nó như thế nào. Và một lần nữa thì quý vị nào những người mà đã ghi danh vào chương trình đang gặp khó khăn hoặc là những người nào đang muốn tìm hiểu về chương trình hãy để lại bình luận bên dưới bản tin, ban biên tập sẽ gửi cho nhà sĩ Minh và sau đó nhà sĩ Minh sẽ trả lời cho quý vị vào ngày 25 tháng 8 một chương trình trực tiếp tại Tin Người Việt Canada. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã theo dõi cũng như là ủng hộ cho chương trình. Và thưa quý vị mới đây thì Quebec cho biết rằng họ cho phép yêu cầu sớm về chương trình trợ tử và sẽ không đợi Ottawa thay đổi luật. Quebec cho biết rằng bắt đầu từ mùa thu năm nay 2024, họ sẽ cho phép yêu cầu hỗ trợ y tế sớm để gọi là trợ tử thưa quý vị từ trong một bệnh nhân trước khi mà tình trạng của họ khiến cho họ không có khả năng đồng ý. Và tỉnh cũng đã kêu gọi chính phủ liên bang sửa đổi bộ luật hình sự để cho phép mọi người đưa ra những yêu cầu như vậy. Nhưng mà Quebec cho biết rằng họ sẽ không chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng tôi sẽ sẵn sàng và chúng tôi sẽ tiến lên. Điều mà chúng tôi muốn đó là chính phủ liên bang hãy thay đổi bộ luật hình sự. Nhưng nếu như họ không làm như vậy sớm, chúng tôi đang nghiên cứu những lựa chọn của mình. Theo phát ngôn viên của Bộ trưởng, Bộ Người cao tuổi đã cho biết. Quebec đã thông qua một luật vào tháng 6 năm 2023 và cho phép những người mắc bệnh nghiêm trọng cũng như là những bệnh mà không chữa được thưa quý vị chẳng hạn như là bệnh Alzheimer và yêu cầu trợ tử viết tắt là MAID, trong khi họ có khả năng đồng ý và với thủ tục được thực hiện sau khi mà tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn. Tỉnh trước đó cũng đã nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi nào bộ luật hình sự được sửa đổi để nhân viên y tế không phạm tội nếu như họ đồng ý, gọi là nói một cách khác đó là kết liễu cuộc sống của một người không còn khả năng để đồng ý nữa. Và mặc dù Quebec đã nhiều lần yêu cầu thay đổi bộ luật hình sự nhưng mà chính quyền liên bang vẫn từ chối thực hiện điều này và có được sự đồng thuận của Quebec rằng hệ thống y tế nên cho phép một số bệnh nhân đưa ra yêu cầu và quyết định về mạng sống của mình. Đây là một sáng kiến phi đảng phái và các nhà lập pháp, người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các chuyên gia, mọi người đều đồng ý về MAID. Bộ văn phòng bộ trưởng của Y tế liên bang ông Mark Holland đã cho biết rằng Chính phủ liên bang sẽ tiếp tục hợp tác với Quebec về vấn đề trên, và Bộ trưởng cũng đã thường xuyên trao đổi với các đối tác của mình về vấn đề này. Giáo sư luật tại Univers Lava của Quebec đã cho biết rằng, chúng ta có thể tiến lên mà không cần Ottawa. Câu hỏi đặt ra, ai là người đưa ra cáo buộc? Đó là tiểu bang Quebec. Và nếu như tiểu bang Quebec tuyên bố, thì thông qua một chỉ thị rằng khi mà họ tôn trọng luật pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ đưa ra cáo buộc, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Vào tháng 4, Quebec cũng đã yêu cầu chính quyền tỉnh không chờ Ottawa với lý do rằng Quebec có thể tiến hành như đã làm với phiên bản đầu tiên của luật về trợ tử đã được thông qua vào năm 2015. Và chính quyền liên bang cũng đã không thông qua luật riêng hợp pháp hóa về điều này cho đến tháng 6 năm 2016. Bộ luật hình sự quy định rằng ngay trước khi mà một nhân viên chăm sóc sức khỏe thực hiện gọi là cái chết được hỗ trợ về y tế, thì họ phải cho người đó có một cơ hội để rút lại yêu cầu của mình và bảo đảm rằng người đó đồng ý rõ ràng để được hỗ trợ y tế khi qua đời. Và có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng mà để được miễn yêu cầu đồng ý, một người tìm kiếm trợ tử phải đáp ứng được một số tiêu chí, bao gồm cả việc mà họ đã ký một bản thỏa thuận bằng văn bản và nêu rõ ngày mà họ muốn chết. Theo luật Quebec, Yêu cầu trước của bệnh nhân được hiện với sự trợ giúp của một chuyên gia y tế và phải mô tả chi tiết những triệu chứng sẽ kích hoạt hỗ trợ y tế khi mà họ chết và sau khi mà họ đồng ý và lúc đó họ phải có khả năng để đồng ý về điều này. Vào tháng 2 năm 2023, Ủy ban chung đặc biệt của Quốc hội về trợ tử đã công bố báo cáo khuyến nghị rằng chính phủ liên bang nên sửa đổi bộ luật hình sự để cho phép yêu cầu trước sau khi mà chẩn đoán tình trạng bệnh lý nghiêm trọng và không thể chữa khỏi hoặc là rối loạn dẫn tới mất khả năng thưa quý vị. Không biết quý vị nghĩ sao về vấn đề này hoặc là về chương trình này? Mời quý vị chia sẻ cùng bản tin Julie rất cảm ơn quý vị. Và tiếp đến bản tin thưa quý vị là vấn đề về thanh toán thế chấp hiện nay vẫn đang được duy trì nhưng mà các khoản nợ quá hàng khác lại đang tăng. Và người dân Canada một lần nữa chúng ta đang nói về việc họ đang cố gắng để có thể theo kịp những khoản thanh toán thế chấp của mình khi mà đối mặt với lãi suất cao hơn. Nhưng mà một phân tích mới của thống kê Canada cho thấy rằng có những vết nứt đang hình thành trên các loại nợ khác nhau. Và cơ quan này đã công bố báo cáo vào ngày 14 tháng 8 khi mà theo dõi mức nợ đã thay đổi như thế nào từ trước đại dịch Covid-19, trong suốt đại dịch cũng như là sự phục hồi kinh tế sau đó cho đến cuối năm 2023. Và báo cáo này, thưa quý vị, cũng đã ghi lại những tác động của việc tăng lãi suất khi mà Ngân hàng Canada tìm cách kiềm chế lạm phát trong nhiều thập kỷ. Nhìn chung thì mức nợ không phải là thế chấp, ví dụ như là thẻ tín dụng ngân hàng hoặc là những khoản vay khi là mua xe hơi, đã giảm trong những tháng đầu của đại dịch khi mà lệnh phong tỏa trên toàn nền kinh tế thuyết phục nhiều người dân Canada hãy tiết kiệm và trả hết những khoản vay. Nhưng mà kể từ khi nền kinh tế mở cửa trở lại vào khoảng năm 2022, người dân Canada đã quay trở lại với việc vay nợ và mức nợ đã tăng kể từ đó. Cuối cùng, đã xóa bỏ những tác động trước đó mà chúng ta đã có được. Trong khi báo cáo cho biết rằng một yếu tố có thể sẽ giải thích cho sự gia tăng nợ gần đây, họ đã chỉ ra rằng sự gia tăng làm phát hàng năm tăng lên mức đỉnh điểm là 8,1% vào tháng 6 năm 2022 đã khiến cho chi phí sinh hoạt của người dân Canada tăng cao hơn. Và cũng lưu ý rằng Người Canada những người mà có thu nhập đặc biệt thấp thì dễ bị tổn thương trước mức lạm phát cao trong nhiều thập kỷ qua thưa quý vị và thường có ít tiền tiết kiệm hơn và phần lớn ngân sách những gia đình này dành cho những nhu cầu thiết yếu và họ ít mua sắm tùy ý hơn và họ chọn việc cắt giảm nhiều hơn. Cơ quan này cũng đã cho biết điều này có thể sẽ khiến cho những gia đình này phụ thuộc nhiều hơn vào nợ thẻ tín dụng để có thể ứng phó với những cú sốc về giá đột ngột tăng cao và tính đến năm ngoái, nợ không phải là nợ thế chấp cao hơn mức trước đại dịch ở Canada và nó đạt tới 553,1 tỷ đô trong quý 3 năm 2023, tức là đạt cao hơn 13,7% so với quý 1 năm 2020. Statistics Canada cũng đã chỉ ra rằng dân số của chúng ta tăng và nhiều người sở hữu thẻ tín dụng hơn và theo đó, đây là một yếu tố đã thúc đẩy mức nợ chung tăng lên trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Những khoản vay mua xe hơi cũng có xu hướng tăng cao hơn trong giai đoạn này sau khi mà chuỗi cung ứng đã tắt nghẽn trong một thời gian dài và quay trở lại. Nhu cầu này cũng đã tăng trở lại mặc dù lãi suất tăng, giá xe mới cũng đã tăng và giá xe qua sử dụng cũng đã tăng. Người Canada đã nhận được một số sự trợ giúp để có thể trả những khoản vay của họ trong vài năm đầu của đại dịch dưới hình thức là hỗ trợ của chính phủ. Nhưng mà điều đó đã giảm xuống vào năm 2022 khi mà lãi suất bắt đầu tăng và đẩy tỷ lệ những khoản vay quá hạn và những khoản nợ chậm thanh toán từ 90 ngày trở lên và nó đã lên cao. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với tất cả nợ thẻ tín dụng thưa quý vị hoặc là những khoản vay mua xe hơi trước đó đều tăng cao hơn mức trước đại dịch tới tính tới quý 3 năm 2023 và nợ không phải là thế chấp thì chiếm 30% các khoản vay này. Về phía nợ thế chấp, thì Statis Canada cho biết rằng họ chưa có một mức tăng nợ quá hạn tương tự nào kể từ khi mà chu kỳ tăng lãi suất của ngân hàng Canada bắt đầu vào tháng 3 năm 2022. Nhưng mà nợ quá hạn thì vẫn thấp hơn mức trước đại dịch tính đến quý 3 năm 2023 về lĩnh vực nợ thế chấp. Và điều này diễn ra mặc dù chu kỳ lãi suất tăng nhanh chóng và tính đến giữa năm 2024 đã chứng kiến gần một nửa số chủ nhà gia hạn thế chấp trong môi trường vay và rất tốn kém. Ngân hàng Canada đã thực hiện tổng cộng là 50 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất trong 2 tháng qua, nhưng mà chu kỳ tăng lãi suất đã đạt đỉnh với lãi suất chính sách hiện nay là 5% vào quý 3 năm 2023 cũng không giúp ích được nhiều. Và điều đó tuy là có tác động đặc biệt lớn đối với những người Canada có những khoản vay thế chấp là gọi là lãi suất thay đổi variable và những người mà thấy lãi suất hợp đồng của họ tăng và giảm theo những hành động lãi suất của ngân hàng Canada thì lại tích cực và cảm thấy an lòng một chút với tin tức vừa rồi. Trong khi một số chủ nhà này lại thấy những khoản thanh toán hàng tháng của họ tăng ngay lập tức để có thể ứng phó với mỗi lần tăng lãi suất và những người khác thì thấy khoản thế chấp của họ vẫn giữ nguyên trong khi mà tỷ lệ dành cho lãi suất tăng thay vào đó kéo dài thời hạn vay của họ thay vì số tiền thanh toán của mình và sự linh hoạt đối với những gia đình này là một lời giải thích có thể có cho lý do tại sao mà nợ thế chấp không tăng trong chu kỳ lãi suất tăng của Canada. Và thế chấp lãi suất thả nổi tức là thay đổi với các khoản thanh toán cố định đi kèm với lãi suất kích hoạt, được kích hoạt khi mà các khoản thanh toán của họ không còn bao gồm bất kỳ một khoản vay gốc nào. Và theo Ngân hàng Canada thì đến nửa đầu năm 2023, Gần 80% người Canada có các loại thế chấp này và đã đạt đến lãi suất kích hoạt của mình. Thay vì buộc người Canada phải tăng khoản thanh toán của họ ngay lập tức, một số bên cho vay đã cho phép các khoản vay này kéo dài thành khấu hao âm trong một thời gian, để cho đến khi nào mà thời hạn gia hạn, tại thời điểm đó, chủ nhà sẽ phải đồng ý với các điều khoản mới. Và trích dẫn ước tính của Ngân hàng Canada, thưa quý vị, đã cho biết rằng người vay thông thường gia hạn vào năm 2025 – hoặc là 2026 sẽ phải tăng số tiền thanh toán của họ khoảng 40% để có thể thiết lập lại lịch trình khấu hao 25 năm ban đầu của mình. Và trong số tất cả những loại thế chấp, số liệu của Canada Mortgage and Housing đã cho thấy rằng khoảng 2,2 triệu khoản thế chấp sẽ phải đối mặt với một cú sốc lãi suất khi mà gia hạn trong năm nay hoặc là năm sau với các khoản vay đó lên tới hơn 675 tỷ đô. Và chắc chắn chúng ta sẽ phải chờ xem những biến động về kinh tế cũng như là tình hình tài chính của người Canada trong thời gian tới. Mimi Nguyễn, chuyên viên Market, giúp đỡ về tài chính cho khách hàng gặp khó khăn khi mua nhà như là công việc làm tiền mặt, điểm credit chưa tốt hay là nợ nhiều. Xin liên lạc 647 896 4328. Và thưa quý vị, gần một nửa người Canada cho biết rằng giá cả tăng đã khiến họ khó chi trả những chi phí hàng ngày hơn. Gần một nửa hay là tương đương 45%. Con số này cũng đã duy trì trong một thời gian dài và chúng ta không có gì thay đổi để cập nhật. Người Canada cho biết rằng giá cả đang tăng lên ảnh hưởng lớn tới khả năng chi trả những chi phí hàng ngày của mình và nó cao hơn 12% so với 2 năm trước, theo nghiên cứu mới nhất của thống kê Canada cho biết. Cảm giác này phổ biến nhất ở những người trẻ tuổi, những người mà có nhiều khả năng báo cáo về những căng thẳng tài chính hàng ngày và kỳ vọng sẽ nhận được thực phẩm từ những ngân hàng thực phẩm Food Bank. Trong số những người cho biết rằng họ bị căng thẳng về tiền bạc thì hầu hết các ngày chỉ có một trong năm người báo cáo mức độ hài lòng cao về cuộc sống. Và nghiên cứu, tổng hợp những phản hồi từ người dân Canada đã được thu thập vào mùa xuân vừa được công bố vào ngày hôm nay 15 tháng 8, và trẻ em cũng là một chỉ báo về căng thẳng tài chính lớn hơn. 55% những gia đình có trẻ em báo cáo rằng họ phải chịu áp lực hàng ngày so với 37% gia đình chỉ có một người ở. Khả năng chưa trả nhà ở cũng là một chủ đề chung giữa những người được hỏi và nhiều người trong số họ báo cáo rằng họ lo ngại rằng họ sẽ không kiếm đủ tiền để mua nhà hoặc là trả tiền thuê nhà nữa. Và khoảng 4 trong số 10 người cho biết rằng họ rất lo lắng về khả năng mua nhà hoặc là trả tiền thuê nhà trong tháng. Vào năm 2022, 3 trong số 10 người cảm thấy như vậy. Và cảm giác bất ổn về tài chính đang kéo dài có thể dẫn tới những tác động rộng lớn hơn tới sức khỏe tâm thần. Một trong ba người mô tả hầu hết các ngày của họ đó là hơi hoặc là rất căng thẳng vì những vấn đề liên quan tới tiền bạc và con số đó vẫn không thay đổi so với hai năm trước. Và thưa quý vị, chuyển sang chúng ta cùng bàn luận về vấn đề thị trường nhà ở Canada hiện nay trong tháng 7. Thì nó đã tạm dừng mặc dù lãi suất đã được cắt giảm. Và dữ liệu mới nhất thưa quý vị đã cho thấy rằng việc mà ngân hàng Canada bắt đầu cắt giảm lãi suất không làm bùng nổ thị trường nhà ở ở Canada như mà họ lo sợ như trước đây. Và Hiệp hội Bất động sản Canada CREA đã cho biết rằng vào ngày 15 tháng 8 doanh số bán nhà đã giảm 0,7% theo tháng ở trong tháng 7 và nó xóa bỏ một phần mức tăng đã được nhìn thấy sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của ngân hàng Canada vào tháng 6. Ngân hàng Canada đã thực hiện hai lần cắt giảm như quý vị đã biết và chỉ ảnh hưởng tới tuần cuối cùng của doanh số bán hàng trong tháng mà thôi. Và mặc dù có những dấu hiệu ban đầu về đà tăng trưởng trở lại vào tháng 6 sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của ngân hàng Canada kể từ năm 2020, nhưng mà hoạt động trên thị trường nhà ở Canada đã tạm dừng, được xem là tạm dừng vào tháng 7. Chủ tịch của CIA lập luận trong một tuyên bố rằng mặc dù số liệu nhà ở tháng 7 không cho thấy rằng những dấu hiệu người mua nhà hiện nay đang vội vã để có thể quay lại khi mà chi phí vay thấp hơn một chút. Nhưng mà bối cảnh đang ngày càng được thiết lập cho sự trở lại của thị trường nhà ở sôi động hơn. Việc mà giảm lãi suất chuẩn ở Canada đã giúp giảm rào cản gia nhập thị trường và giúp cho người mua tiềm năng dễ dàng mua được nhà hơn trong thị trường giá cả rẻ hơn và danh sách mới ở trên thị trường nhà ở Canada đã tăng 0,9% so với tháng 6. Dẫn đầu vẫn là nguồn cung mới đã tăng ở thành phố Calgary. Vào cuối tháng trước, thưa quý vị, thì có khoảng 183.450 bất động sản được ra bán tại Canada, tăng 22,7% so với năm ngoái, nhưng mà thấp hơn khoảng 10% so với mức